Chào Hồng, anh là Duy, bên cung cấp chip đất sinh học Sawada. Thì được nghe nói là có một cái chị khách hàng của anh là tặng cho em về cái đất sinh học Sawada về trồng thử á. Và anh nói là có một số cái kết quả bất ngờ về thử nghiệm trên cây sung. Thì em có thể cho anh biết là cái diễn biến khi mà em trồng cái đất sinh học này, khi đất sinh học Sawada này trên cây sung thì em đã thấy những cái bất ngờ gì em ạ? Thì cây sung á, thì mọi hôm là cô Mỹ có tặng cho cái bao phân cô làm á, thì về em thì cũng bỏ, nghĩa là em cứ bỏ vào trong cây chậu á, hai ba cây chậu, thì em cứ lấy cái sung mà cái mầm sung nhỏ nhỏ nó rụng bên ngoài nó mọc lên á, thì em cứ cắm vào đấy, em bỏ đấy thì cũng không có chăm hay là bón gì hết á, thì được đâu được tuần hay là vài tuần gì đó là thấy tự nhiên là nó phát triển rất là nhanh nhanh, mà lá nó to to hơn cây mà bình thường á. Mình trồng bên ngoài thấy lá nó nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà trồng ở đó thì thấy nó to lên, to mà lá hình như là to gấp, nếu mà ấy là cũng gấp đôi gấp ba lần Là đấy. cái cây sung bình thường là mình khi mà mình dùng những cái phân hóa học hay là cái đất bình thường á thì lá nó rất là nhỏ đúng không? Đúng Nhưng mà rồi, khi mà mình trồng cái cây sung này trên trên cái đất sinh học này thì thấy nó phát triển đột biến luôn, nó đúng phát rồi, triển một cách mình thấy rõ ràng luôn là đúng rồi, nó gấp đôi gấp ba lên liền ha. Và nhìn đúng hiện rồi. tại với cái lá bên kia là mình thấy có sự khác biệt rồi. Hồng cho anh biết là đâu là cái cây mà mình dùng đất sinh học Sagoda và đâu là cái loại cây mà mình dùng là đất bình thường không ha? Đây là trong mấy cái chậu này là cây chậu này, là với lại những cây chậu này là dùng đất sinh học Sagoda. Sagoda, còn cây này là mình không có dùng, nghĩa là mình chỉ có bỏ đất bình thường, là vô là bình thường vào đấy, thì giữa hai cái này thì thấy nó cũng có nó khác Có sự nhau khác biệt rõ ràng luôn đúng ha. không? Như các Đấy. bạn thấy này, đây là cái cây sung dùng trên đất bình thường và dùng phân bón hóa học. Còn đây là cái cây sung mà dùng đất sinh học Sagoda, thì chúng ta thấy là rõ ràng là Đúng về rồi. sự phát triển của hai chiếc lá này nó không phải chỉ gấp 2, gấp 3 nữa. Có thể là gấp 4, gấp 5 lần. Như vậy cho chúng ta thấy là cái đất sinh học Sagoda này nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc mà sinh trưởng và phát triển của các loài cây, làm cho cây nó phát triển đúng với sức sức của nó, và chứng tỏ là đất sinh học Sagoda nhé, có nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây, để cho cây nó phát triển một cách tối đa nhất, mang lại cái hiệu quả cao nhất cho người trồng trọt sau này.